Giữa lúc lùm xùm vụ ồn ào từ thiện miền Trung của Hoài Linh đang cao trào, Trấn Thành bất ngờ bị cộng đồng mạng réo gọi vì một phát ngôn trong quá khứ liên quan đến việc nghệ sĩ làm từ thiện. Năm ngoái, khi kêu gọi được 3 tỷ đồng, Trấn Thành đã nhanh chóng chuyển số tiền này cho MC Đại Nghĩa để góp một tay vào việc giúp đỡ ủng hộ người dân miền Trung khôi phục cuộc sống hiện tại. Nam danh hài chia sẻ: "Chúng tôi không phải giỏi giang hay làm chuyện to tát, ghê gớm, nhưng chúng tôi làm bằng cả tấm lòng, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Nhiều người bắt nghệ sĩ phải giải trình từ thiện, nếu như thế có lẽ chúng tôi sẽ không làm nữa, đây không phải nhiệm vụ chúng ta sinh ra phải làm." Ông xã Hà Đi Quân nhấn mạnh, nghệ sĩ làm từ thiện vì muốn giúp đỡ người khác, chứ thật ra đó chẳng phải một chuyện sung sướng gì. "Chúng tôi không ăn một đồng nào hết, ăn tiền từ thiện này sống không nổi, không ngóc đầu lên đâu." Nam MC nổi tiếng cho hay, anh cũng khẳng định bản thân đủ sức làm ra tiền để nuôi mình và gia đình, không cần thiết phải ăn chặn tiền từ thiện. Phát ngôn của Trấn Thành đương nhiên không liên quan gì đến vụ việc đang gây tranh cãi của Hoài Linh. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn đào lại vì tính trùng hợp của phát ngôn với thời điểm hiện tại.